Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn khi xem video của em. Hôm nay nhân tiện một ngày nó cũng hơi nắng nắng một chút sau những chuỗi ngày mưa rất nhiều các bác. Chỗ EK Đắk Lắk cho em bữa nay là gần cuối tháng 11 rồi nhưng mà vẫn đang có mưa liên tục. Lâu lắm rồi mới vào rẫy được bác, chắc cả tuần rồi. Rồi, hôm nay làm cái video để khoe với các bác là lại phát hiện ra nấm mối nữa rồi nha các bác. Rồi, rất là nhiều nấm mối luôn. Đợt trước thì em cũng đã quay một cái video về cách cũng phát hiện một ít nấm mối bác. Hôm nay thấy phát hiện khá là nhiều đúng không bác? Rất là nhiều luôn, nhưng mà hơi nhỏ. Đấy, nấm mối mọc lúc nhúc luôn bác. Hôm trước thì em cũng đã giới thiệu sơ qua về cây nấm mối rồi. Nó thì thường mọc ở vùng nhiệt đới bác, khí hậu nóng ẩm ấy. Ở Tây Nguyên với lại là Đông Nam Bộ là thường là nhiều lắm, mùa mưa là nhiều lắm. Rồi, thường thì nó sẽ mọc ở dưới tán cây các bác. Tán cây, tán rừng vậy đấy. Quá là đã luôn. Đợt này thì khá là nhiều các bác, nhưng mà hơi nhỏ. Nói chung các bác đi ra vườn mà thấy có vài cây mọc là kiểu gì xung quanh đấy cũng có à. Rồi. Mà em lại thích cái loại nhỏ nhỏ này hơn, nhỏ nhỏ này cho dễ. Úi trời, quá là đã luôn các bác. Quá là mê luôn. Đây để em sẽ lấy cái rổ. Khi nãy thì em cũng đã nhặt được một ít ở chỗ khác được không? Rồi, nhặt vào đây luôn. Khá là nhiều các bác. Để em đi lại đây xem mà có còn không. Rồi, đây còn một ít các bác. Cái loại nhỏ này thì đúng ngon luôn này. Vừa tầm này, to quá thì nó hơi già các bác. Cái này chắc nó mới nhú sáng nay thôi. Này để đến chiều là côn trùng nó ăn hết nha các bác. Hôm trước thì em đã quay cái video mấy cái nấm to kìa, côn trùng nó ăn quá là nhiều rồi. Cái loại này thì nó nhỏ nên là bọn nó chậm chưa phát hiện được. Quá là đã luôn. Quá là tuyệt vời các bác. Nhiều đấy, đợt này cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà hơi nhỏ. Vua của các loại nấm đấy bác. Hôm bữa thì em cũng đã giới thiệu sơ sơ cho bác rồi. Đặc sản của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đấy bác. Này thì thường là ngoài tự nhiên thôi nhé bác, chứ trồng thì chắc vẫn chưa thấy ai trồng được đấy bác. Rồi, hơi nhiều đất một chút. Lấy được cả củ luôn. Nấm mối thì em cũng chưa tìm hiểu kỹ về nó hình thành như thế nào, nhưng mà nấm mối thì chắc là do mối nó mang đến thôi bác. Cho nên trong vườn là vườn nào mà nhiều cây que rác mục là thường là nhiều nấm mối nhất các bác. Đây, như vườn của em là cây muồng em mà chặt xuống là cứ vứt xuống thôi, vừa làm phân hữu cơ cho cây luôn, lại vừa lại có nấm mối luôn nha bác. Quá là phê luôn. Loại nhỏ nhỏ này thì vừa tầm. Được chưa em quay thì mấy cây to. Mấy cây to mà bị sâu nó ăn mất nhiều. Côn trùng nó ăn mất nhiều. Trong gốc tiêu luôn bác. Lúc nhúc luôn. Quá là đã. Này chắc phải cả ký đấy bác. Cả ký thì nói chung tiền nó cũng khá là mắc. Nếu mà ra ngoài chợ. Mà cái này thì đa số để ăn được bác. Hàng hiếm mà, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Này phải mưa nhiều, với lại là vườn phải nhiều cây củi mục rồi. Nói chung là phải có mối. Rồi, hôm nay quay cho các bác cũng đã thèm rồi. Đây, như cây này thì bị côn trùng nó gặm cho te tua rồi bác. Còn cái này để đến chiều là nó lụm hết à. Bọn này nó nhanh lắm. Kiến côn trùng rồi các bác. Lúc nhúc này. Nhiều đấy. Để nó này các bác. Các bác nói chung cứ tìm thấy 2-3 cây là xung quanh đó kiểu gì cũng có à. Kiểu mối mà, mối nó đi theo đàn mà. Nó sẽ lanh quanh ở đây thôi. Nhổ được cả củ này thì đúng ngon luôn.
rất là đã luôn. Em làm theo hướng hữu cơ các bác, tức là để cỏ thôi chứ không có phun thuốc gì đâu các bác. Còn cành buồng chặt xuống thì cứ tấp hết vào gốc thôi cho nó mục ra. Đây, trong này đấy các bác. Rất là nhiều luôn. Còn là đã luôn, để em qua bên này cho các bác xem này. Hôm nay đúng bội thù rồi. Hốt bạc rồi các bác. Cả ký, nói chung ký mà trong siêu thị cũng phải 600-700 nghìn các bác. Đây, quay cho các bác đã thèm luôn. Bây giờ tha hổ hái luôn các bác. Rất là nhiều luôn. May mà hôm nay vào rẫy các, nó mà mưa thêm vài ngày nữa chắc em không vào đâu. Tiêu mà các, vườn tiêu mưa quá thì mình cũng hạn chế đi lại. Cho nên vườn tiêu là mưa em không có vào rẫy các. May mà hôm nay vào, chứ mà vào muộn chắc là mai vào thì chắc chả còn gì rồi. Thứ nhất là nó sẽ rục đi, và thứ hai nó là côn trùng nó sẽ ăn hết các bác. Ok, như vậy cũng video lấy khoe với các bác mấy cây nấm mố của em chắc xong sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Đáng lẽ là không nên khoe đấy các bác, nhưng mà không khoe thì các bác lại không biết. Chào tạm biệt các bác nha, hẹn các bác ở những video sau.